Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm đa phan gan. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe nếu như bạn quan tâm tới thông tin về đa phan gan cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà trường anh pham chia sẻ dưới đây thành phần paracetamol dạng bào chế viên sủi công dụng điều trị ngắn hạn đau vừa đặc biệt là đau sau phẫu thuật điều trị ngắn hạn tình trạng sốt cách dùng sản phẩm dùng đường uống liều dùng Trẻ từ 15 tuổi trở lên, 50 kg, dùng một viên cho vào cốc nước lọc để sủi hết bọt rồi uống. Cách 4 tiếng uống lại lần nữa. Không uống quá 3 viên mỗi ngày. Chống chỉ định. Mẫn cảm với paracetamol hoặc với bất cứ thành phần nào của thuốc. Suy tế bào gan nặng. Lưu ý khi sử dụng. Liều cao hơn liều khuyến cáo chứa nguy cơ gây tổn thương gan rất nặng. Các dấu hiệu lâm sàng và các triệu chứng tổn thương gan bao gồm viêm gan bùng phát, suy gan, viêm gan ứ mật, sơ gan, thường không được nhận ra cho tới 2 ngày và tối đa tới 4 đến 6 ngày sau khi dùng thuốc. Cần cho dùng thuốc giải độc càng sớm càng tốt. Cần chú ý đặc biệt khi dùng paracetamol trong các điều kiện sau. Dối loạn tế bào và chức năng gan bất thường. Dối loạn gan mật. Vàng da không tan huyết có tính gia đình. Suy thận nặng nghiện rượu mãn tính. Dinh dưỡng kém kéo dài. Nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tiêm. Dùng chất gây cảm ứng enzyme. Dùng chất gây độc với gan. Mất nước. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú tham khảo ý kiến bác sĩ. Sử dụng cho người lái xe hành máy móc. Tham khảo ý kiến bác sĩ. Nhà sản xuất. Pháp. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường anh pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm đa phan gan đồng thời biết cách sử dụng đa phan gan sao cho đúng và hiệu quả nếu có thắc mắc khác hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham